Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại thì Nhật Em và anh Diệu đang có mặt tại showroom Mắt Hôn miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi đang có mặt tại tầng 3 nhé. Tầng 3 thì sẽ là nơi mà chúng tôi trưng bày một số sản phẩm vật tư vật liệu, đặc biệt hơn là sẽ có rất là nhiều đồ nội thất như là tủ, bàn, ghế. Ở ngay vị trí mà chúng tôi đang đứng thì quý vị có thể thấy ở đây chúng tôi sẽ có một số những cái mẫu bàn ghế ăn để mà gia chủ có thể đến trực tiếp showroom với chúng tôi để mà tham khảo qua và lựa chọn ngôi nhà của mình. Ví dụ ở gần của vị trí chúng tôi đi, quý vị thấy là một cái bàn ăn này, mặt bàn là mặt đá này ha, xung quanh thì sẽ đặt là 6 chiếc ghế ăn và được bọc da cũng rất là đẹp. Tiếng ở vị trí này cũng vậy. Cái bàn này thì có sự đặc biệt một chút xíu, đó chính là cái phần ở giữa đây nè thì chúng ta còn sẽ bọc da thêm một chút xíu nữa, kèm theo đó là làm thêm cái nẹp là inox mạ vàng titan. Phần mặt thì chúng ta thấy là sẽ có sự vuông vức hơn so với chiếc bàn mà chúng ta vừa xem. Khi mà quý vị di chuyển đến đây thì chúng ta có thể trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, ngồi xuống để cảm nhận được độ êm ái của những chiếc ghế như thế này, thì việc mà chúng ta lựa chọn đồ nội thất cho công trình trong tương lai của mình cũng sẽ dễ dàng hơn. Và ngày hôm nay thì Nhật Em và anh Diệu sẽ có một chuyến để đi đến Định Quán Đồng Nai, và chúng tôi sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ ghé thăm công trình của nhà chú Hùng và anh Phương là một khách hàng của Mắt Hôn. Bật mí quý vị là hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái nghi thức cũng rất là quan trọng, đó chính là nghi thức lễ bàn giao nhà. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi di chuyển nha. Thì Nhật An, Ánh Diệu đã có mặt tại công trình của nhà chú Hùng và cô Hằng, và chúng tôi đang thực hiện đó chính là nghi thức là chính thức trao chìa khóa cho gia đình của cô chú, và anh Tài là chịu trách nhiệm thi công của công trình của nhà chú Hùng, thì bây giờ anh sẽ chính thức trao chìa khóa cũng như là có đôi lời phát biểu nhé. Lời đầu tiên con xin cảm ơn cô chú đã tin tưởng và chọn công ty Mắt Hôn thiết kế và thi công trọn gói căn nhà. Thì sau quá trình thi công, cô chú đã hỗ trợ và giúp đỡ bên chỗ công ty tụi con thi công rất là nhiều. Đến giai đoạn hoàn thiện thì công ty có món quà là một cái tivi và một món quà nhỏ khác là xin được gửi tặng đến cô chú. Chúc cô chú nhiều sức khỏe và ngày càng hạnh phúc ạ. Cô chú cũng cảm ơn công ty những phần quà này, trong quá trình mà tụi con thi công cũng nhiệt tình, cũng uy tín. Cũng vấn đề mà đáp ứng được vấn đề mà bảo hành, bảo trì, rồi sửa chữa, rồi hoàn thiện căn nhà cũng tương đối vừa ý với gia đình rồi. Thì cô chú đại diện gia đình cũng cảm ơn tụi con. Dạ, một lần nữa thì con cũng xin phép đại diện phía công ty gửi đến cô chú lời cảm ơn cũng như là lời chúc mừng vì gia đình đã sở hữu một công trình rất là đẹp, rất là tiện nghi. Hy vọng rằng là cô chú cùng các thành viên trong gia đình sẽ có một cuộc sống mới thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên trong công trình của mình ạ. Sau khi làm nghi thức lễ bàn giao thì bây giờ em và Diệu sẽ giới thiệu cụ thể với công trình của nhà chú Hùng đến với tất cả quý vị ha. Đây sẽ là công trình quý vị có thể thấy là hai tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại, một kiểu nhà có lẽ là cũng khá là quen thuộc với những ai mà đã yêu thích những thiết kế của Mắt Hùng đúng không nào. Và cái điểm cộng rất là lớn cho công trình là nếu quý vị quan sát những thước phim Flycam sẽ thấy là gia đình đầu tư rất là chuẩn chỉnh ha. Từ phần cổng nè, tường bao xung quanh đến phần sân, ốp lát gạch bên dưới, tất tần tật đều rất là chỉnh chu. Ưu điểm của công trình này là được xây dựng trên một khuôn viên khu đất rất là rộng rãi luôn quý vị. Cho nên là công trình đã rất là to và hoành tráng rồi. Nhưng khi mà chúng ta quan sát thì còn thấy là vị trí sân vườn ở phía trước, hai bên hông cũng như là phía sau rất là thoáng. Chỉ tính riêng hạng mục cổng và tường rào thôi thì em thấy đã cực kỳ thẩm mỹ. Khi mà tường rào thì sẽ có những khoảng thoáng nhất định đan xen. Phần chân của tường rào cũng được ốp đá tự nhiên nữa. Và thậm chí là một số vị trí được ốp gạch granite quá là thẩm mỹ. Đúng rồi, và phong cách của công trình này là phong cách hiện đại, cho nên quý vị thấy là từ tường bao xung quanh nữa cũng không có làm cái gì quá cầu kỳ hết. Nhưng mà chính vì cái sự hiện đại tinh giản đó mà càng lại ấn tượng hơn. Và nếu mà ai mà yêu thích cái sự cá tính của phong cách hiện đại thì có lẽ rất là thích cái mẫu nhà ngày hôm nay mà chúng tôi giới thiệu ha. Với công trình của nhà chú Hùng thì em cũng xin bật mí về chiều cao cho quý vị luôn.
Công trình tính từ cost xong không, định của máy sẽ là 12m, sàn từ 1 đi đến sàn tầng 2 sẽ là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn của máy sẽ là 3,9m. Đây cũng là chiều cao phải gọi là khá là lý tưởng rồi, bởi vì thông thường thì chúng ta thấy là thường là 3,9, 3,6, nhưng mà công trình này thiết kế đặc biệt cao hơn, 4,2, 3,9 lần. Còn nếu mà từ cost xong không xuống ngược lại sân sẽ là 750mm, chia cho 5 bậc tam cấp ở đây, mỗi bậc sẽ là 150mm. Công trình này thì giữa phần đế, phần thân với phần mái đã rất là cân đối rồi. Tuy nhiên là tỷ lệ về chiều ngang, chiều sâu cũng như là chiều cao cũng là một con số mà chúng tôi tính toán rất là chuẩn. Cụ thể kích thước chiều ngang thì sẽ là 16,2m, chiều sâu là 17,5m và diện tích sử dụng ở công trình này là đến khoảng 350m2 cho hai sàn quý vị. Con số cực kỳ ấn tượng. Đúng rồi, và với diện tích rộng như vậy thì chắc chắn là cái việc mà bố trí công năng của gia đình sẽ rất là thoải mái ha. Nhìn từ bên ngoài quý vị có thể thấy là 100% công trình này thì chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là cửa nhôm hệ kính, từ những cái cửa chính, cửa đi đến cửa sổ luôn đều là cửa nhôm hệ kính hết, để mà sẽ lấy sinh khí ở bên trong và để tệp với cái tông màu mà đa phần ở bên ngoài quý vị thấy là có trắng nè, có màu ghi nè, có đen nè, có màu xanh ghi nữa, thì cái phần cửa nhôm hệ kính ở đây chúng tôi cũng lựa chọn tông màu ghi luôn. Cụ thể thì cửa chính sẽ là kính hợp hai lớp và ở giữa quý vị thấy đó còn có nan hoa đồng trang trí nữa thì nó sẽ giúp cho công trình nổi bật hơn. Với công trình này, phương diện màu sắc chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là gam màu trắng hay là màu nền. Một số vị trí thì sẽ được điểm xuyết bởi gam màu xanh ghi đậm. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình ha. Nói chung là công trình này nếu mà ai mà yêu thích mẫu nhà hay gọi là mẫu nhà quốc dân của Bác Hồ thì chắc chắn là không thể bỏ qua rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dẫn quý vị vào bên trong để xem gia chủ đầu tư nội thất như thế nào. Tiến vào bên trong thì khu vực đầu tiên mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị đó chính là không gian của phòng khách. Căn phòng này thì có diện tích lên đến 50m2 quý vị, một con số quá là ấn tượng rồi. Bởi vì chúng ta biết là diện tích sử dụng cho hai mặt sàn rất là rộng, cho nên là việc mà gia chủ và đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi tính toán để lựa chọn ra một diện tích như vậy cho khu vực này là hợp lý. Đúng rồi, và bản thân lúc nãy khi mà giới thiệu bên ngoài thì chúng ta đã chia sẻ là diện tích nhà cũng khá là lớn. Cho nên cái việc mà chúng ta bố trí những không gian, đặc biệt là không gian quan trọng như là phòng khách mà diện tích như thế này là cũng hợp lý. Điều mà An rất thích khi An vừa bước vào, không biết là Diệu thế nào, nhưng mà rất anh rất thích cái phần mà gia chủ lựa chọn cái tông màu cho cái phần sàn. Đó chính là cái tông màu ghi và vân rối. Thật sự thì màu ghi đó quý vị là một cái gam màu mà hiện tại không chỉ ở Việt Nam đâu, mà ở trên toàn thế giới luôn. Bây giờ là giới kiến trúc người ta đang rất là chuộng cái gam màu này, bởi vì thứ nhất là nó mang đến một cái vẻ thời đại hơn, nó hợp thời hơn. Và quý vị có để ý không, nếu mà sàn nhà ta lựa màu ghi không bao giờ cảm giác nó bị bẩn. Lúc nào cũng sẽ cảm giác nó sạch. Màu trắng thì cảm giác nó rộng, nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta sử dụng không kỹ thì một thời gian nó vẫn có thể bị ố, hoặc là chúng ta cảm giác nó sẽ bám bẩn. Còn với màu ghi thì chúng ta không phải lo điều đó. Và khi mà nó lấp lánh với những cái ánh đèn nó chiếu xuống nữa thì thật sự là cái không gian nhà nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Chỉ mới bước vào khu vực đầu tiên ở trong căn phòng này thôi, nhưng mà em có thể phần nào đoán được là gia chủ cực kỳ chăm chút, kỹ tính và chịu đầu tư cho công trình của mình. Bởi vì anh An quan sát thấy xung quanh là gia chủ đã lựa chọn gạch để ốp lát lên đến kịch trần nè. Phần ở phía sau TV là cũng có những tấm vách để ốp trang trí. Hệ thống tủ kệ xung quanh thì rất là nhiều, chưa kể là bộ bàn ghế này nha. Tuy rằng là phong cách hiện đại cũng rất là đơn giản tinh tế, nhưng mà rõ ràng rất là đẹp. Và Diệu đã nhắc đến cái phần kệ tủ thì không thể bỏ qua được cái kệ tủ rượu ở đây. Quá xuất sắc nha quý vị. Phía bên này kệ tủ rượu ha, bên đây là sẽ trưng qua một số những cái bộ mâm trà nè. Thì cảm giác như là trưng bày để cho tất cả các vị khách khi mà đến chơi sẽ thấy ngay cái khu vực này vậy. Bởi vì quý vị thấy là cánh là gia chủ lựa chọn là cánh kính ha. Bên trong còn đặt thêm hệ thống đèn LED nữa, cho nên là chắc chắn là nó sẽ gọi là một cái điểm nhấn rất là tuyệt vời cho phòng khách. Di chuyển về vị trí phía đối diện đi thì một lần nữa chúng ta thấy đây hệ thống tủ nè, rồi đây vẫn là tủ, rồi thêm đây là tấm vách ốp để trang trí nữa. Đúng rồi, nói chung là thấy gia chủ rất là đầu tư về phần nội thất, từng chi tiết luôn thì sẽ đều rất là chỉnh chu và phục vụ cho công năng của công trình. Với những cái vách ở đây này quý vị, PVC giả lâm gỗ bây giờ cũng đang rất là được ưa chuộng khi mà chúng ta ốp như vậy. Thứ nhất là nhìn nó sạch sẽ hơn và nó sẽ tăng lên cái tính thẩm mỹ cho ngôi nhà. Tiến vào phía bên này một chút xíu đi, thì đây sẽ là một vị trí phòng ngủ diện tích là 16,4m2. Tuy nhiên hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng, chúng ta không tiện để ghé vào review. Còn đây sẽ là một không gian cũng rất là rộng luôn, là không gian của phòng bếp. Cụ
Cụ thể thì khu vực phòng ăn sẽ có diện tích là 19,3 m², còn bếp bên kia thì sẽ có diện tích là 15,6 m². Nói chung đều là những phần con số mà chúng ta thấy rất là rộng rãi. Đúng rồi, và bước vào là quý vị thấy là thông thoáng ngay luôn. Nhờ vào đâu? Nhờ vào thứ nhất là có một ổ cửa mở ra phía bên kia, rồi phía bên này cũng vậy, có cửa mở ra mặt bên của phòng trình nữa, lấy sáng vào rất tốt. Cho nên là bước vào đây thì ta cảm giác là cái không gian quá thoải mái để mà cả gia đình mà ngồi đây quây quần bên nhau dùng bữa, quá là tuyệt vời ha. Còn vị trí kệ tủ bếp thì sẽ được thiết kế là hình chữ L nè, và không thể thiếu đó chính là vị trí bàn đảo ở đây. Bàn đảo thì nó cũng sẽ là một món đồ trang trí cho không gian của chúng ta. Thêm vào đó là sẽ hỗ trợ trong việc chúng ta thao tác nấu nướng. Chẳng hạn như là khi nấu ăn ở bên kia xong, chúng ta mang đồ ăn ra đây trang trí hoặc là bày biện ra cho đẹp, rồi di chuyển qua vị trí bàn ăn ở phía kia. Em thấy một phần góp công vào việc là giúp cho khu vực này sáng thoáng như vậy là nhờ vào trần nè, rồi tường đều là gam màu trắng. Nó mang đến cảm giác rất là dễ chịu, rồi phản xạ là ánh sáng cũng rất là tốt nữa. Còn phần trần phải nói là đây là một trong những ngôi nhà thiết kế phần trần mà hợp gu với An nhất luôn quý vị. Với phần trần này thì chỉ có hai gam màu, quý vị có thể thấy là màu trắng và màu ghi thôi, nhưng mà kết hợp với nhau và tạo hình của kiến trúc sư nữa, cho nên là sẽ tạo nên cảm giác rất là mới mẻ và hiện đại. Tiếp theo thì anh Diệu sẽ bật mí đến quý vị một vị trí nữa. Vị trí này thì được thiết kế rất là riêng tư, đứa anh biết đây là khu vực nào? Được đẩy lùi mà riêng về phía này nữa thì chắc chắn phải là một cái nơi mà gọi là cần cái sự riêng tư, cũng như là có một cái gì đó mà nó cần phải đảm bảo vệ sinh nữa thì chắc chắn là phải là nhà vệ sinh rồi. Bên trong thì hiện tại là chúng tôi cũng đã bố trí rất là đầy đủ các trang thiết bị cần có, như là lavabo, toilet cũng như là sàn tắm đứng. Và có một vị trí cũng rất là tinh tế thì phía bên này còn có thêm một hệ tủ nữa. Chúng ta có thể để vào đây các sọt đồ hoặc là những sản phẩm như là bột giặt chẳng hạn, thì em thấy là nó sẽ giúp cho không gian gọn gàng hơn. Đúng rồi, và cái việc mà có một cái không gian riêng cho khu vực vệ sinh như thế này thì tôi nghĩ là cũng hợp lý, để đảm bảo là việc sinh hoạt chúng ta như không gian chính sẽ không có bị ảnh hưởng ha, và nó sẽ không ám mùi khó chịu. Còn bây giờ thì ta sẽ di chuyển đến phòng ngủ còn lại của tầng 1 ha, thì ta sẽ vào đây đi. Đây sẽ là phòng ngủ có diện tích là 15,6 m². Bước vào trong thì là một không gian với bố cục rất là vuông vức quý vị. Và xung quanh thì sẽ là những vị trí cửa, chẳng hạn như là vị trí gần với ánh Diệu và hai bên đầu giường. Nói chung là về nội thất thì gia chủ phải nói là quá là đầu tư, quá là chỉnh chu cho từng khu vực rồi. Cho nên quý vị thấy là ngay trung tâm đã có một chiếc giường khá là to nha. Phía bên này táp đầu giường nè, phía bên Diệu sẽ có vị trí có thể là bàn học hoặc bàn trang điểm cũng được. Và đối diện là một tủ quần áo kịch trần luôn. Tất cả được thiết kế là hợp lý về cả kích thước lẫn kiểu dáng. Còn gì để mà đòi hỏi hơn đúng không nè? Tủ này là tủ kịch trần luôn quý vị. Và sẽ có rất là nhiều những vị trí, chẳng hạn như là có khoảng kính để cho chúng ta có thể để vào đây, hoặc là bên trên sẽ là những ngăn học nhỏ, và bên đây được xem như là kệ nè quý vị, tích hợp rất là nhiều vị trí thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng, cất vào bên trong nhiều đồ dùng vật dụng. Và phần cánh tủ đây còn được thiết kế theo kiểu xẻ rãnh, làm cách điệu hơn so với những cái cửa thông thường, cho nên là quý vị thấy là cũng tạo nên một cái điểm nhấn cho căn phòng ngủ này ha. Từ bây giờ thì chúng ta đã đi một vòng của tầng 1 rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiến lên tầng 2 nhé. Tiến lên tầng 2 của công trình thì khu vực đầu tiên, một không gian rất là rộng rãi nha quý vị, đó chính là phòng sinh hoạt chung. Căn phòng này thì sẽ có diện tích là 24,4 m². Không chỉ là diện tích rộng rãi mà ưu điểm còn phải kể đến tầng view rất là thoáng, khi mà ở đây có một cửa đi nè quý vị, dẫn ra vị trí ban công và hướng tầm nhìn về phía sau của công trình. Thật sự là với không gian này thì gia chủ đã đầu tư, quý vị thấy là tất tình thật về nội thất quá là tiện nghi rồi. Ở đây có bộ bàn ghế gỗ nè, đối diện là cái kệ tivi cũng siêu to nữa. Rồi như Diệu chia sẻ, phía bên kia cũng có ban công nữa đúng không nào? Quá là tuyệt vời, tôi có thể ngồi đây xem phim, thậm chí là hát karaoke với gia đình của mình, vô cùng thoải mái luôn. Và đặt đúng chức năng của phòng sinh hoạt chung luôn quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta chừa cái diện tích quá nhỏ trong phòng sinh hoạt chung thì đôi khi chúng ta cũng không thoải mái bên trong để mà sinh hoạt được. Cho nên là với căn phòng này nó quá lý tưởng rồi ha. Còn bây giờ ta sẽ di chuyển một chút xíu về phía trước đi, thì đây sẽ là không gian cung kính nhất của ngôi nhà. Khu vực phòng thờ sẽ được thiết kế với diện tích là 13,8 m². Và không gian này cũng sẽ có một ô cửa mở ra ban công ở phía trước nha quý vị. Như chúng tôi đã chia sẻ rất nhiều lần, đó chính là không gian thờ tự thì chúng ta cũng phải quan tâm đến việc mở những ô cửa thông thoáng để tránh cảm giác ngột ngạt nhà khói. Còn di chuyển ở phía này, chúng ta sẽ đến với một phòng ngủ.
Phòng ngủ này sẽ có diện tích đó chính là 16,4 m². Hiện tại bên trong thì cơ bản là có một chiếc giường ngủ bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, tủ quần áo cũng như là phía đối diện thì có hệ thống tủ kệ treo tường cũng rất là đầy đủ rồi. Và công trình này thì ngày hôm nay chúng tôi mới quay bàn giao, cho nên là với nội thất thì cô chú cũng đang đầu tư thêm thôi, cho nên là chúng ta đang đặt những cái nội thất cơ bản ha. Nhưng mà thật sự là ví dụ sau này anh nghĩ là nếu mà ai sử dụng căn phòng này để dịu đặt thêm cái tivi rồi thêm một vài món đồ trang trí nữa là nó quá là đầy đủ đúng không nào. Cùng lắm thì cái vị trí của dịu có thể đặt thêm một chiếc bàn gì đó cho nhỏ ở đó thôi. Còn về phần rèm thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng giống như là phía bên dưới, là chúng ta sẽ ưu tiên là rèm cầu vòng như thế này để mà chúng ta sẽ thao tác kéo mở, nó cũng rất là dễ. Và thật sự anh vẫn thấy cái kiểu rèm này là nó phù hợp, gần như là phù hợp nhất cho những công trình hiện đại đúng không nào? Em đồng ý, bởi vì chúng ta quan sát chúng ta thấy là nó không có quá dày, không có quá chiếm diện tích không gian, nhưng mà cái mức độ che chắn ánh sáng rất là tốt nè. Khi mà chúng ta sử dụng thì hoàn toàn có thể yên tâm về việc là chống nóng rồi tránh ánh sáng vào bên trong. Di chuyển qua phía đối diện ha, ta sẽ đến vào phòng ngủ tiếp theo. Nói chung là tầng 2 của công trình của nhà thì sẽ tập trung đa phần là những không gian cá nhân, không gian phòng ngủ. Và với căn phòng này phải nói là một cái phong cách hoàn toàn khác so với tất cả các khu vực từ nãy giờ đúng không nào? Quá là dễ thương luôn. Và đây là căn phòng mà cô chú thiết kế dành cho cháu gái. Đúng rồi, cho nên quý vị thấy cái tông màu sẽ là có tông màu hồng phấn nè. Rồi phía đối diện có những cái kệ tủ cũng kết hợp với gam màu này nữa. Chiếc giường nó dịu. Đầu tư lắm nha, phải có những cái họa tiết như thế này nè. Đó, cho nên là chắc chắn là các bé sẽ rất là thích. Như chúng tôi chia sẻ rất nhiều lần là phòng ngủ là không gian cá nhân. Chúng ta hãy thiết kế dựa theo sở thích của chủ nhân căn phòng. Thì khi đó chúng ta về, chúng ta ngủ nghỉ lại thì cũng sẽ cảm giác thích thú hơn rất là nhiều đúng không nè. Còn trước khi giới thiệu đến những không gian phòng ngủ còn lại ha, thì chúng ta sẽ di chuyển qua vị trí này đi. Thì đây cũng sẽ tương đồng với bên dưới là vị trí của nhà vệ sinh. Và thiết kế là hoàn toàn đồng trục cũng như là cùng diện tích luôn quý vị. Khi mà đứng ở đây và quan sát thấy là thiết kế của hai bức tường dôi ra như thế này, quả là một sự tính toán từ trước, nó rất là riêng tư. Vị trí này chúng ta sẽ đến phòng ngủ nữa, có diện tích là 15,6 m². Em rất là thích phòng ngủ này nha, bởi vì căn phòng ngủ này thì sẽ có ưu điểm hơn những phòng ngủ khác, bởi vì có một cửa đi hai cánh để dẫn ra khu vực ban công. Đây là ban công riêng hoàn toàn độc lập của căn phòng ngủ này thôi. Nói chung là với phòng ngủ mà có thêm ban công nữa thì quá tuyệt vời rồi. Chúng ta sẽ có thêm không gian để có thể trồng cây, trồng hoa, hoặc thậm chí chúng ta có thể ra để mà ngồi hóng mát vào buổi tối thôi, để có thể tinh thần thư giãn hơn thì cũng đã rất là tuyệt vời ha. Từ nãy giờ chúng ta di chuyển rất là nhiều nhưng mà chúng ta chưa có bàn đến những cái vị trí cửa để mà mở vào những cái phòng này quý vị, gọi là cửa thông phòng á. Với những cái cửa thông phòng thì hiện tại chúng tôi cũng sẽ tư vấn cho gia chủ có thể lựa chọn một trong hai. Một là ta có thể làm cửa nhôm kính luôn, giống như là những cái cửa mà sử dụng bên ngoài. Nó cũng sẽ có một cái ưu điểm, đó chính là nó giá thành thì nó cũng khá là rẻ. Nhưng mà nếu gia chủ muốn đầu tư hơn, ta có thể lựa chọn là những dòng cửa composite. Và với công trình này là cửa composite đó quý vị. Khi mà chúng ta nhìn vào quan sát kỹ hơn ha, thì bên ngoài cũng sẽ được phủ lớp vân gỗ nè, cho nên nhìn thì cũng sẽ rất là thẩm mỹ. Màu sắc thì trang nhã tinh tế. Và việc mà chúng ta thao tác đóng mở cũng dễ dàng, bởi vì nó không quá nặng đâu. Đúng rồi, và bây giờ rất là nhiều gia chủ sẽ ưa chuộng cái chất liệu cửa này. Cuối cùng thì phía đối diện sẽ có một phòng ngủ nữa nha quý vị. Phòng này cũng có diện tích là 15,6 m² luôn. Tuy nhiên hiện tại cũng đang có thành viên gia đình sử dụng, chúng ta không tiện để review nhé. Và là ngày hôm nay thì Nhật An và anh Diệu đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà của chú Hùng ha. Một công trình bàn giao phải nói là rất là hiện đại, chỉnh chu từ cả sân vườn, nè, cổng, tường bao, ngoại thất và cả nội thất. Chưa kể là còn cực kỳ rộng rãi, sáng và thoáng nữa quý vị. Nếu như mà quý vị xem xong video ngày hôm nay và cảm thấy là yêu thích công trình này, đồng thời là cũng đang có nhu cầu thiết kế hoặc là thi công trọn gói, thì có thể liên hệ với Mô Home để được hỗ trợ và tư vấn. Các số hotline công ty chúng tôi gồm có 0964458888 và 0828133333. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.